Bỏ 1 triệu để đi ăn quán lòng chát của anh tế xe điếu thì có đáng thử không? Hãy cùng mình trải nghiệm xem như thế nào. Hôm nay mình ăn cơ sở 1 ở 64 thôn Thất Tùng. Lúc đến mình thấy các từng quán đều đông khách. Đi lên đến hết từng 4 thì được xếp vào một cái bàn nhỏ của cái phòng này. Không sao, quán đông mà mình vẫn còn chỗ ngồi là may lắm rồi. Mục đích chính của mình để đen đó là thử món lòng xe điếu. Món ăn nhiều drama nhất từ trước đến nay đến ăn thì lại không có. Thôi thì lòng xe điếu không có mình cũng gọi thử mấy món khác. Đây là những món nhân viên giới thiệu cho mình được nhiều khách gọi nhất ở đây. Giờ mình sẽ quay qua từng món một cho anh em. Đầu tiên mình gọi một phần món nướng. Trong phần này thì có thịt giải lọn đuôi và dạ dày. Sốt ăn mặn ngọt đủ vị mùi rất thơm. Điểm cộng của món này được ăn kèm bún và rau. Vì khi ăn không sẽ thấy vị hơi đậm. Khi ăn kèm bún với rau thì cảm thấy rất vừa miệng. Một đĩa này bán giá thành hơi cao nhưng mà ngon anh em có thể thử. Tiếp theo là một đĩa lòng rán tổng hợp. Phần này thì sẽ có nõn đuôi cuống họng dạ dày, thịt giải và rồi chiên. Ăn kèm món này sẽ có hai nước chấm đó là mắm tôm và nước mắm. Phải nói công tâm thì mình thấy nước chấm ở đây pha ngon. Nhưng nước mắm mình thấy ăn vừa miệng không bị mặn quá. Là một đứa kén chọn mắm tôm như mình. Mắm tôm không bị loãng mà cũng không bị tanh mùi mắm sống. Món nào chấm cùng ăn cũng đều ngon. Mấy món giá này đều thế qua thì đã thấy tầm ướp rồi. Nhưng ăn thì vẫn giữ được nguyên hương vị của từng món. Các món trên vừa phải bên ngoài vàng bắt mắt, ăn vẫn còn mềm mà không bị quá khô. Tiếp theo là món canh măng tiết, đúng như tên gọi của món. Chủ đạo măng và tiết món này này thì khá nhiều Lúc đến đâu thì ngập tràn đến đấy măng nhỏ ăn giòn ngon còn về tiết mình thấy làm ngon rất khéo ăn giống như thạch khá là thú vị chấm cùng với nước mắm ăn cùng mà hợp không tưởng còn về món salad mình thấy ăn không có gì đặc biệt ngoài rau tươi món cuối cùng mình gọi là một bát thập cập luộc phần này ăn từ hai cho đến ba người vì nó quá là nhiều đồ mình thấy trong menu ghi rõ phần này là năm trăm gram nay mình mà mang cân tiểu ly đi cân bị thiếu thì ông thế biết tay với mình nhưng nhìn qua đồ thì đầy đạn đó anh rồi cái sự đặc biệt của món này sẽ được làm nóng bằng nến trong suốt quá trình mình ăn mình đếm sơ sơ trong đây thì cũng có khoảng tám món không có lòng non tràng dạ dày nọn đuôi uống họng thịt giải gan nếp và rồi mỡ mấy món này phải làm cực kỳ cẩn thận nếu không sẽ bị tanh thì lòng chát làm rất tốt cái khâu này Vì nó cái khen cái trẻ ở quán này thì cũng có nhiều kho khẩu vị của mỗi người cũng giống như là giá thành mình thấy đắt thì cũng sắt ra miếng thôi món này ăn ở đâu thì chẳng có nhưng mà ngồi ăn ở trong nhà hàng thì cũng sẽ khác hẳn hóa đơn mình để đây mọi người có thể tham khảo